ở phần tính toán bù giá nhiên liệu và bù lương thật lấy máy. Hiện nay thì chúng ta đã có một công trình và công trình này sử dụng các loại máy khác nhau. Ví dụ như là với các cái công tác đào đất thì chẳng hạn thì nó dùng máy ủi 75 CV, rồi 110 CV, 180 CV, vân vân. Các công tác bê tông thì dùng máy trộn bê tông, rồi máy đầm, bàn đầm dùi, vân vân. Thì bây giờ chúng ta phải tính bù cái giá nhiên liệu và bù lương thật lấy máy của nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ đang ở sheet công trình, chúng ta sẽ chuyển sang bên sheet nhiên liệu và bấm vào, hoặc chúng ta vào menu dự toán, sau đó chúng ta tích bấm vào menu bù giá nhiên liệu và lương thật lấy máy ở đây. Đấy. Thì G8 liệt kê tất cả các cái loại máy móc mà được sử dụng trong cái công trình hiện nay. Đấy. Ví dụ như máy đầm bàn 1kW này, 1,5kW này, máy ủi 75 CV, 140 CV, hoặc là máy trộn bê tông ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi tại sao lại phải tính bù cái giá nhiên liệu và bù lương thật máy như thế này. Mặc dù là Bộ Xây dựng đã có những cái thông tư, ví dụ như là thông tư số 03 năm 2008 hoặc là 05 2009 để mà hướng dẫn các cái về điều chỉnh về lương thợ nhân công, hoặc là bù các cái hệ số để điều chỉnh về lương thật lấy máy như ở đây, hoặc là như ở cái bảng như thế này. Tại sao như vậy? Bởi vì là ví dụ như những cái năm 2008 thì đầu năm 2008 thì cái giá nhiên liệu của Việt Nam cũng như của thế giới thì còn đang thấp. Ví dụ như thế giới chừng khoảng 87-80 đô la một thùng dầu. Nhưng mà đến tầm giữa tháng khoảng tháng 5, tháng 6 năm 2008 thì giá xăng dầu của thế giới đang từ cái mức thấp đó lên nhảy vọt lên tận 147 đô la một thùng dầu thô. Và lúc đó ở Việt Nam chúng ta thì giá xăng mà để mà chạy xe ô tô, chạy xe máy thì nó đang từ khoảng 14-15 nghìn đồng một lít xăng, thì ngay lập tức lên là 19.500 đồng một lít. Đấy. Thì nếu như trong cái thời điểm mà các doanh nghiệp thi công, nhất là các doanh nghiệp về giao thông, ví dụ các doanh nghiệp xây dựng các cái về cầu, về đường, hoặc các doanh nghiệp về thủy lợi xây dựng những kênh mương, đê đập, mà sử dụng các loại máy sử dụng nhiên liệu, ví dụ như máy đầm, rồi máy ủi, máy xúc, máy đào, mà sử dụng dầu diesel hoặc là sử dụng dầu hỏa, xăng chẳng hạn, thì các cái hệ số điều chỉnh máy, ví dụ như là chúng ta nhìn đây là 1,08 hoặc là 1,1, 1,12 tùy theo các vùng, thì các hệ số này có vẻ như là không không đáp ứng được cái sự tăng giá của nhiên liệu thực tế trên thị trường. Chính vì các cái hệ số này không đáp ứng được do cái sự biến động giá của thị trường mạnh như vậy, cho nên chúng ta phải có một biện pháp riêng để mà tính bù lương thật lấy máy riêng và bù giá nhiên liệu riêng. Thì chúng ta bên đối với phần mềm dự toán G8 thì ở bên cái phần bảng nhiên liệu này nó đã thể hiện hết các cái tính bù giá nhiên liệu và lương thật lấy máy chúng ta. Cụ thể như hiện nay ở đây là nó liệt kê chúng ta ví dụ như cái máy đầm này chẳng hạn là nó dùng điện. Định mức nhiên liệu của nó là 3,2 kWh điện. Đấy. Và tôi giả thiết rằng cái giá gốc năm 2006 là 895 đồng. Giả sử giá hiện tại tôi chưa nhập nó vẫn là 895 đồng ở đây. Thì bây giờ tôi chỉnh sửa cái giá nhiên liệu, tôi bấm vào đây. Giả sử như bây giờ giá hiện tại của tôi là diesel là 8.000. Đấy. Mazut là 6.500 đồng. Điện là 1.200 đồng. Xăng A92 là 13.000 đồng lít đây. Tôi bấm chấp nhận. Thì lúc này cái giá gốc vẫn giữ nguyên là 895 đồng ở đây. Còn giá hiện tại vừa rồi tôi đổi điện thành 1.200 đồng thì nó thể hiện ở đây. Và cái đã có tính bù nhiên liệu hoặc là bù giá điện nó sẽ tính ở đây chúng ta. Và cái cột tổng bù này là cột thể hiện là với cái số lượng ca máy của tôi ở đây là 0,712 ca, thì cái số tiền bù nó phải mất là 16.590 đồng ở đây. Còn để bù cho một ca thì nó mất là 23.301,7 đồng ở đây. Đấy. Chúng ta để ý ở đây hiện nay G8 đang để mặc định là 44%, bởi vì hiện tại thì tính theo như thông tư 05
2009 ra ngày 15 tháng 4 năm 2009 ấy, thì với cái vùng 4 là cái vùng được điều chỉnh hệ số lương nhân công là 1,44 có nghĩa rằng là tăng lên 44%, thì chúng tôi để tạm thời là 44% đây. Nhưng giả thiết rằng là với một đơn vị nào đó mà người ta không phải là 44%, giả sử người ta đặt là 57%, thì thay vì 44 người ta gõ số 57 và bấm enter, thì tất nhiên là con số này đổi thành 57, và tất nhiên tất cả những cái đám này, cái bù lương thợ đáy máy nó sẽ tăng lên, và tất nhiên là bù 1k lúc nãy từ 23 thì sẽ lên thành 29.000 ở đây, và cái tổng bù sẽ tăng lên chúng ta. Đấy. Cái bù 1k này 29.780 đồng này, 30.467 đồng này tiếp tục được đưa sang đâu để tính, chúng ta khảo sát ở đây. Chúng ta chuyển sang bên sheet tổng hợp vật tư. Chúng ta chọn cái bảng là giá hiện trường. Đấy. Trong này chúng ta có một cột là cột M là cột cước vận chuyển hoặc là cái bù giá nhiên liệu. Đối với vật liệu thì các con số này chính là bù cước vận chuyển cơ giới và cước vận chuyển bộ cộng lại với nhau. Thế còn đối với máy thi công thì cái cột này thể hiện cho chúng ta là cột M là thể hiện chúng ta là cái bù giá nhiên liệu và bù lương thợ máy kết hợp lại thành ở đây. Đấy. Ví dụ ở đây là 29.780 đồng mà được đưa từ bên phía này sang. Đấy, là 29.780,7 đồng đã đưa sang bên đây để tính cho chúng ta. Đấy. Và cái giá này, cái bù nhiên liệu này sẽ được cộng với cả cái giá gốc, giá mà chúng ta thể hiện, chúng ta nhập vào hoặc là tự phần mềm lấy ở bên chi giá tháng ở đây để đưa sang đây cho chúng ta, cộng cái giá tháng này, giá thông báo này cộng tiếp với cả cái bù nhiên liệu. Lưu ý rằng là với G8 thì cái nhiên liệu mặc định là đa phần cái giá thông báo này, giá tháng này sẽ bằng giá gốc. Nhưng với một số tỉnh thì theo thời gian thì họ có thể họ ban hành cái bảng giá ca máy và thiết bị thi công mới thay cho những cái bảng giá gốc. Cũng giống tương tự như vật liệu là các tỉnh ban hành giá thông báo vật liệu thì máy cũng ban hành các bảng giá thông báo giá máy và thiết bị thi công tương tự. Thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Nhưng tuy nhiên tại thời điểm mà họ ban hành là giả thử sử là tháng 2 năm 2009. Đấy. Nhưng mà tại thời điểm tôi quyết toán là tận tháng 8 năm 2009. Vậy thì trong cái thời gian mà thời điểm họ ban hành từ tháng 2 là giá như thế này. Nhưng mà đến tận tháng 8 năm 2009 thì nó phải bù thêm một cái phần nhiên liệu do giá nhiên liệu thế giới tăng và Việt Nam cũng sẽ tăng theo, nó bù bằng này. Vậy thì cái giá cuối cùng của nó sẽ là cái con số mà nó sẽ tăng tiền cho chúng ta ở đây. Đấy. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bên bảng tổng hợp kinh phí hạng mục. Ở đây thì chi phí máy thi công. Đấy. Ở đây nó chưa thể hiện cho chúng ta được cái bù giá nhiên liệu. Đấy. Và bên bảng chiết tính thì nó cái phần máy thi công. Đấy. Nó cũng chưa thể hiện được là cái phần mà bù giá nhiên liệu, bù lương thợ máy ở đâu. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang chúng ta vào menu cấu hình. Chúng ta chọn là có bù giá nhiên liệu và lương thợ máy, chúng ta tích vào. Thì nó hỏi có chắc chắn là bù giá nhiên liệu vào chiết tính và tổng hợp dự toán chi phí dựng không, chúng ta chọn yes. Đấy. Thì ở đây cái máy thi công nãy đã được bù giá nhiên liệu và lương thợ đại máy, nó thể hiện ở đây cái chỗ mà hai ở đây nó lấy từ bên tổng hợp vật tư mà N26, chúng ta kiểm tra tổng hợp vật tư, chúng ta chọn cái bảng đầy đủ để chúng ta nhìn rõ đây. N26 chính là cột này. Cái thành tiền này chính là thành tiền của bù nhiên liệu, được thể hiện là thông qua lấy cái cột khối lượng cột E mà nhân với cột M, là chính là lấy khối lượng nhân với cả cái bù nhiên liệu này để ra được cái thành tiền nhiên liệu và tổng thành tiền ở đây. Và cái tổng bù nhiên liệu này được đưa sang cái tức là 2.325.000 này được đưa sang đây. Đấy. Bù giá nhiên liệu lương thợ máy 2.325.000 được đưa sang đây để tính tiếp bù vào cái giá máy gốc ban đầu, là cái giá máy gốc ban đầu ở đây. Bù vào các con số này để cộng vào tiếp con số này để ra được cái con số là 30 triệu ở đây cho chúng ta. Và tất nhiên cái chi phí máy này cộng với cái chi phí vật liệu nhân công ở đây sẽ được tính tiếp để ra được cái con số cuối cùng là con số chi phí dựng, đã bao gồm cả cái bù nhiên liệu và bù lương thợ máy ở đây. Tương tự như vậy chúng ta chuyển sang bên sheet chiết tính, thì ở đây chúng ta đã thể cái chi phí máy lúc nãy chỉ có hai dòng này, bây giờ chúng ta có thêm một dòng nữa đó là bù giá nhiên liệu và bù lương thợ máy. Thì
ở đây nó thể hiện là chúng ta là 22.575,9 đồng. Đấy. Cái này lấy đâu ra? Chúng ta sẽ quay trở lại. Đấy. 22.575,9 chúng ta quay trở lại cái bảng nhiên liệu chúng ta sẽ rõ. Và đây là máy ủi là 75 CV. Chúng ta xem cái máy ủi 75 CV đây. Bù 1K là nó hết là 63.337,8 đồng ở đây. Nhưng ở đây cái máy ủi này chỉ có hết có 0,357K. Thế cho nên là cái bù như lương thật lấy máy, bù giá nhiên liệu lương thật lấy máy nó sẽ bằng 0,357 mà nó nhân với cả cái con số 63.237,8 này thì nó sẽ ra được con số là 22.575,9. Chúng ta kiểm tra xem. Chúng ta kiểm tra này. Chỗ này là 0,357. Chúng ta kiểm tra xem. Thử bằng 0,357 nhân với cả cái bù 1K này. Enter. Thì nó ra chúng ta cái giá trị bù của 0,357K chính là 22.575,9 ở đây. Làm tròn một số còn phải 22.575,9. Chúng ta kiểm tra so bên này. 22.575,9 ở đây. Chúng ta để ý. Đấy. Thì đây, hai con số này và con số này là bằng nhau. Đấy. Thì nó thể hiện rất rõ ở đây để chúng ta biết được là nó, cái từ 1K này nó tính ra được là cái 0,357K là con số tương ứng này để chúng ta. Và con số này sẽ được kết hợp với cả cái giá máy gốc ở đây để ra được cái 268 hơn 268.000 ở đây, để cộng với cả các cái chi phí khác phía dưới này để ra được cái cuối cùng là cái đơn giá dự thầu cho 100 mét khối đất đào ở đây là con số này. Như vậy là với G8 thì cái tính việc tính bù nhiên liệu ở đây. Đấy, nhất là cái cột này, bù 1K này được tính dần thể hiện liên thông liên kết với cả các cái bảng bù nhiên liệu ở cột này. Rồi thể hiện cho bù nhiên liệu và lái thợ máy tổng cộng ở đây, cũng như là thể hiện bù lương thợ lái máy ở đây bên chiếc tính, hoặc là thể hiện ở cái dòng này bên bảng chiếc tính. Như vậy chúng ta lưu ý một cái duy nhất là để mà muốn thể hiện ở trong cái bảng chiết tính mà có cái bù giá nhiên liệu như thế này, hoặc là bảng tổng hợp kinh chi phí dựng mà có bù giá nhiên liệu đây, thì bắt buộc chúng ta phải yêu cầu G8 là thể hiện là có bù giá nhiên liệu và lương thật lấy máy ở trong cái menu cấu hình như thế này, chúng ta tích vào. Còn nếu chúng ta ngược lại, chúng ta không tích vào như thế này, không tích vào như thế này, thì ở đây nó sẽ không có bù giá nhiên liệu và ở đây nó sẽ không thể hiện cái bù lương thật lấy máy riêng. Thì tùy theo cái mục đích của mỗi doanh nghiệp, mỗi người, mỗi công trình mà chúng ta có chọn là có bù hay không. Cái phần hướng dẫn cách nhập bù giá nhiên liệu, cách tính bù giá nhiên liệu và bù lương thợ máy, chúng tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn.